Các sản phẩm tại Exiberfilm có hương liệu nhập khẩu từ châu Âu được nghiên cứu và sản xuất bởi công ty mỹ phẩm Sài Gòn với giá dao động từ 300.000 đến trên 1 triệu đồng. Đặc biệt dòng nước hoa Miss Sài Gòn và Miss Việt Nam với hình ảnh người phụ nữ Việt Nam sẽ là một món quà độc đáo và ý nghĩa cho phái đẹp nhân ngày 20 tháng 10. Nhân ngày phụ nữ Việt Nam, từ nay đến hết ngày 22 tháng 10, Exiberfilm sẽ giảm giá các sản phẩm lên đến 40%, gói quà và tặng thiệp miễn phí cho khách hàng. Ngoài ra, các chị em phụ nữ có hóa đơn từ 200.000 đồng trở lên sẽ được tặng thêm một chậu cỏ may mắn. Một chương trình khác không kém phần hấp dẫn là từ nay đến 30 tháng 10, khách hàng đến tham quan và check-in tại hệ thống showroom Exiberfilm, post hình ảnh lên Facebook cá nhân kèm hashtag nước hoa thiên nhiên và sẽ nhận được một mẫu thử nước hoa Aromaline xinh xắn. Được biết, Exiberfilm hiện có 4 cửa hàng tại thành phố Hồ Chí Minh và 3 cửa hàng khác tại Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh.